đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro. Quý 1 năm 2023, tàu điện Cát Linh Hà Đông vận chuyển hơn 2,65 triệu lượt khách. Bình quân mỗi ngày có hơn 32.000 lượt khách đi tàu, tăng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Hà Nội Metro đã góp phần dần thay đổi thói quen đi lại của người dân và từng bước tạo dựng văn hóa sử dụng phương tiện giao thông công cộng văn minh, an toàn, thân thiện. Tuyến hiện có hơn khoảng 10.000 hành khách sử dụng vé tháng. Bình quân mỗi ngày, tuyến phục vụ trên 32.000 lượt hành khách. Ngày cuối tuần phục vụ 26.000 đến 28.000 lượt hành khách. Metro đã chứng minh được ưu thế của phương thức vận tải nhanh khối lượng lớn, văn minh, hiện đại và là xương sống trong hoạt động vận tải hành khách công cộng tại các đô thị lớn, có khả năng giải quyết căn cơ bài toán ùn tắc giao thông đô thị.